Nối tiếp thành công của 28 năm qua, Hội chợ quốc tế trang sức Việt Nam lần thứ 29 đã diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ nhiều thương hiệu trang sức nổi tiếng. Trong đó phải kể đến hai thương hiệu trang sức nổi tiếng như Jenny Jewelry và Jessica Jewelry. Đối với Jenny, khép lại hành trình 5 ngày đầy cảm xúc tại Hội chợ Quốc tế Trang sức Việt Nam 2022, Jenny trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của quý khách hàng đã ghé thăm ủng hộ gian hàng Jenny Jewelry. Bên cạnh đó, đến với sự kiện lớn mang tầm quốc tế, kinh đô trang sức lớn nhất tại Việt Nam, Jessica Jewelry đã chuẩn bị hàng trăm mẫu trang sức tinh xảo, lộng lẫy, cùng không gian sang trọng và đội ngũ nhân viên bán hàng đã tư vấn tận tình. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của hai thương hiệu trang sức này nhé!